Được tin bà con huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề do vụ lũ lịch sử để lại, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, hoa màu của bà con bị phá hủy, ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Theo lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, trận lũ trên là kỷ lục 70 năm trở lại đây, gây thiệt hại khủng khiếp, còn phải nhiều thời gian nữa mới khắc phục được. Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn Cục Xúc Tiến Thương mại đã phát động quyên góp ủng hộ bà con huyện Mù Cang Chải tới toàn thể cán bộ công nhân viên. Số tiền 30 triệu đồng qua đợt quyên góp đã được Chủ tịch Công đoàn Cục Xúc Tiến trao cho lãnh đạo huyện để hỗ trợ phần nào những khó khăn vất vả mà Mù Cang Chải đã phải trải qua.